Xin chào tất cả anh em một thủ nha. Quay trở lại video ngày hôm nay. Video ngày 21 tháng 6 nha anh em. Video hôm nay lên cho mình tổng cộng là có 26 mẫu cần và 2 con máy nha. Giới thiệu sơ lược những dòng máy Shimano. Một số cần mini nha. Mini thì những dòng như là của Shimano mini gọn này. 24 cần tay lóng ngắn. Số cùng con ngâm của đơn nha. Alphatico ISO thì có đai qua này 36 cứng 1.5. Phôi hay da rất đẹp. Một số ISO thì từ NFT đây, Gamakatsu khuyên cứng 5 nha anh em. NFT này cần lục thì có 5m3, 4m05, cứng 20-25, đó cỡ 330 như này. Một số cần đai qua, một số dây trong và cần ISO thì có ISO hạ tay và cần tay trợ máy. Đây có một con 8m1 này, 8m1 Japan. Một số cần lua và cần câu biển này, của Pen Mỹ như này. Khuyên xịt gold, 2-3 khúc. Thì bên này vẫn ship có toàn quốc như này. Nhận hàng thì mình kiểm tra thanh toán nha. Thì em sẽ lên con máy trước là máy số 1, con máy này là con máy đuôi chuột như này. Con này của dòng Shimano Arista BB nha anh em, C3000. Con này thì sản xuất tại Malaysia. Đó, con máy đuôi chuột thì mình chỉnh con nó sau này nha. Con sau này này. Đó, có bài tuner xả nhanh nha. Con này thì size thực là 3000 chuẩn, tại vì Shimano thì nó đa số là size chuẩn như mình hết. Đây, spool thì mình rửa rất là dễ nha. Thế này. Con này thì Shimano nó có chế cho mình một cái đèn ở trong mình này. Cái này thì đây cái đèn ở đây như này. Nó chế cái đèn ở đây nha. Thì lúc trước quay nó hết pin á, cái này thì anh em mình về mình thay pin hay gì đó nha, cái pin của nó này, đó, cái pin của nó này, nó chế vào đây, nó bắt công tắc rồi này kia vào, thì mình quay nó sẽ sáng, nhưng mà con này thì quay nó không sáng, nó hết pin rồi, đó, nó hết pin rồi nha. Máy thì đẹp, con này thì về mình câu lua này kia hết sảy luôn, chạy 4 bơm rin. Rồi đọc thông số cước cho mình luôn nha, cước số 2 220m, 2.5 155, 185, cước số 3 150, số 4 được 100m, con này thì bao mượt nha. Một chiều này, ABS đầy đủ nha. Chỉnh côn ở sau này. Đó, chỉnh côn sau này nha. Trục chạy hai chiều ở đây. Con này mã số 1 đối với máy, gửi đến mức giá là 1.200.000 ạ. 1.200.000 nha. Bao mượt nha. Số 2 đối với máy thì một con máy size lớn, con này thì cho anh em mình câu lục, câu ngâm hay mình câu biển, câu rít đều được nha. Con này của dòng Shimano UTK 6000. Con này thì thông số cước số 4 204. Số 5 109, số 4 được 150m, 6-100m nha. Có cước sẵn. Cước này cước lớn nha. Cước này thì ra cho mình tầm khoảng vào cước số 3, số 4 á. Lưỡi gà lô cước, gạt cước hoạt động tốt nha. Con này thì sản xuất tại Nhật, Japan. Tình trạng con này thì nó sẽ bị muối sơ sơ ở ngoài. Nói chung thì tình trạng sẽ có hơi cũ xíu. Anh em mình quan trọng, không quan trọng ngoại hình á. Đánh con này thì cực ngon nha. Con này thì có ABS, đổi tay trái phải được hết này. Bao mượt nha. Máy bao mượt ạ. Con này gửi mức giá là 1.200.000 nha anh em. Đây 1.200.000. Đó, máy rất là mượt nha. 1.200.000 cho mình ạ. Rồi có một số cần mini thì sẽ lên trước một con cần mini của dòng Shimano này. Con này thì nhỏ gọn nha. Đây con này của Shimano Holiday Pack nha anh em, 24 cứng 10, chung là mềm cảm giác thôi. Con này sản xuất tại Hàn Quốc. Có tem vàng đầy đủ. Cái con này thì khoen dạ quang và khoen đề bao của mình là khoen Fuji xứ xám nha anh em. Đây có line một khoen đề ba là khoen Fuji xứ xám. Con này ngọn là 1.8mm. Đây ngọn thì sẽ có là một khoen chạy này. Con này thì cái lóng thứ hai nó bị xước sơn đây như này. Trong tình trạng của cần thì nó sẽ bị xước sơn. Nguyên bản nó không hao hụt nha. Không hao hụt miếng nào hết. Nó chỉ bị xước thôi. Đó, nhỏ gọn nha, cho mình bỏ cốp xe, ba lô mình đi du lịch được. Carbon hoa đây. Tay cầm thì bằng cán mút. Và pad con này pad vặn nha em. Pad vặn dòng Suzu. Pad vặn của dòng Fuji Ryushit nha. Con này thì thu gọn của cần chỉ có là 45cm thôi, tầm khoảng 46 đi. Cân nặng được là 140g, mã số 1. Con này giá là 400 như này. Đây, giá 400.000 nha. Trông xấu nha. Hơi xấu. Mã số 2 thì một con cần cũng dạng mini. Con này thì anh em mình dạng công ngâm câu đơn này. Con này của dòng Simat, dài 2m4, độ cứng 10 này. Độ cứng 10, con này sản xuất tại Hàn Quốc này. Đây, made in Korea. Pad Fuji, dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji xứ xám luôn. Độ cứng 10 thì con này mềm cảm giác thôi. Ngọn 1.7mm nha này. Ngọn sẽ có hai khoen chạy. Con này thì số lượng lóng là 4 nha này. Đây, số lượng là 4. Cho mình công ngâm cô đơn được nha. Khoen bát Fuji hết. Con này thì rất là nhẹ luôn, 134g thôi. Mã số 2, giá 600.000 nha này. Thu gọn con này là tầm khoảng 70cm nha. Đó, 2m4 độ cứng 10. Ở trong hai con này thì nó bằng nhau. Mười con Shimano thì nó nhỏ gọn hơn. Con Smart thì nó dài hơn một xíu. Số 3 thì một con cần tay.
Con này là cần tay lóng ngắn 36 nha. Có thể cái này mình câu cá rô, cá giết, bỏ ba lô du lịch đều được này. Con này thì nhỏ gọn, cứng tầm khoảng 3H thôi. Và ngọn mình là ngọn 0.8mm. Con này thì nước sơn màu bạc nha này. Đây, nước sơn con này thì màu bạc nha. Đây, tục thể thế này. Đó, sơn màu bạc, cứng tầm khoảng 3H thôi. Nói chung lóng lít thì đẹp nha. Cần carbon như này. Cân nặng là 140g. Con này mã số 3. Thu gọn của mình là 55cm. Giá 400 như này. Này giá là 400.000 nha. Đó. Mã số 4. Số 4 thì một con cần cũng dạng cho mình cung ngâm cô đơn. Con này thương hiệu là dòng Alpha này, Alpha Tickle, sản xuất tại Hàn Quốc. Dài là 3m này, độ cứng là 30. Con này khoen pad Fuji này. Đây loại CD xám. Con này đẹp nha. Cái phôi của nó là hai da này. Cứng 30 thì mình cung ngâm cô đơn. Con này ngọn của mình là ngọn 2mm. Ngọn sẽ có là 1 và 2 khoen chạy này. Nước sơn màu trắng. Trừ cái lóng ngọn ra thôi. Còn mấy cái lóng còn lại của mình như này. Đây là carbon xoắn 2 da. Nó giống như cái phôi của dòng này FT luôn. Đó, cái dòng Powerlove á. Alpha Tickle nha. Sản xuất tại Hàn Quốc. Con này thì tay cầm của mình thì bằng cán mút. Gốc thì sẽ có một cái chỗ cho mình là buộc dây sẵn ở đây. Đó. Cân nặng của mình được là 240g ạ. À, mã số 4. Con này giá là 750 này. 750.000. Thu gọn là 75cm nha. Đó, con này thu gọn là 75cm cho mình ạ. 3m cứng 30. Phôi hai da. Số 5 này, số 5 thì con cần ISO khoen nhỏ của đồng Daiwa. Con này thì 3m6, độ cứng 1.5. Mà con này khoen của mình là khoen lớn này. Khoen lớn và bắt vặn nha. Con này phôi rất đẹp nha, hai da này. Đó, con này khoen lớn. Xả cần tay xuống ra cho mình tầm khoảng từ 3.5 đến 4H nha này. Bên em hỗ trợ xả tay nha. Ngọn là 1.4mm, sẽ có là 1 và 2 khoen chạy này, có định vị này. Đây, có định vị 1 này. Cái lóng thứ hai định vị này. Cái ngọn của mình là ngọn tháp, ngọn đặc nha. Con này trừ cái lóng ngọn thôi, là carbon xoắn vân. Còn mấy lóng còn lại là hai da hết này. Đó, 36 này. Đẹp nha. Còn này mấy cái lóng còn lại của mình đều có khoen chạy hết. Đó, hai da này. Tình trạng thì nó chỉ xước sơ sơ một xíu thôi. Còn lại thì nguyên hết cho này. Con này khoen lớn nha. Khoen lớn nhưng mà nó mềm, chứ không cứng. 1.5 thì nó mềm. Bản Japan nội địa Nhật. Cân nặng 155g ạ, à, mã số 5. Con này gửi mức giá là 900 nha. Đây, giá 900.000 ạ. À. Mã số 6 thì một con cần dạng súp lỡ. Con này câu ISO vẫn được này. Con này là cần carbon của dòng Bluecat, dài 3m3, cứng là 1. Cứng là 15 nha này. Súp lỡ cứng 15, tính đầu cần ISO cứng tầm khoảng độ cứng 4. Sản xuất tại Hàn Quốc. Pad Fuji. Khoen Fuji luôn nha này. Đây, khoen Fuji xứ xám. Con này ngọn của mình thì là ngọn 1.8mm, sẽ có là 2 khoen chạy đây. Số lượng con này đi kèm là 4 lóng nha. Đây, số lượng đi kèm là 4 lóng. Đóng semi chống nổ đầy đủ này. Đây, tổng thể thế này. 3m3, độ cứng cần là độ cứng 15. Và khoen pad Fuji hết nha này. Nắp chụp thì xoay bằng inox này. Cân nặng của mình được là 200g ạ, à, mã số 6. Con này giá 600 nha này. 600 nha, đánh đầu cần gần bờ được. Số 7 thì một con ISO khoen nhỏ. Con này của NFT. Con này của dòng NFT, dòng He Powerlove này. Carbon xoắn 2 da màu xanh. Dài 5m4, độ cứng 2 ạ. À. Con này bản nội địa Nhật Japan. Đó, dòng He Powerlove này. Phôi da rất đẹp. Con này thì xả cần tay xuống tầm khoảng 4H. Ngọn 1.4mm. Ngọn thì sẽ có 2 khoen chạy. Cái dòng này thì nguyên bản của cần thì lóng 1 và lóng 2 của mình là carbon xoắn vân như này. Còn mấy cái lóng còn lại là carbon 2 da này. Đó, carbon 2 da xoắn màu xanh nha. Con này xả tay thì đẹp. Bên này vẫn hỗ trợ xả cần tay. Ở trong tình trạng con này thì tầm khoảng 90%. Cân nặng chỉ có là 200g thôi. Mã số là mã số 7. Giá là 1.2 triệu. Đây, 1.200.000 nha. Của dòng này FT. Gốc thì có sẵn cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Rồi, một con cần ISO khoen lớn cho mình đánh lục đầu cần này. Và gần bờ này. Con này thương hiệu mình là dòng Gamma nha. Gamma Katsu. Dài 5m4, độ cứng 5. Cứng 5 thì cũng dạng là cứng rồi như này. Đánh đầu cần đều được, bờ kè. Dạng khoen Fuji xứ xám. Con này cái khoen D3 của mình nó bỏ rồi như này. Đây, nó bỏ khoen D3 rồi nha. Hiện tại còn mấy khoen trên này thôi. Con này ngọn lớn, 2.4mm nha. Ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy đây. Thì mấy con này bên em vẫn hỗ trợ xả cần tay. Đó, Gamma Katsu thì nội địa Nhật 100%. Và phôi của nó thì chỉ có là carbon xoắn vân thôi nha. Nó không có hai da như Daiwa Shimano cho mình đâu. Đó. Lưu ý nha, cái lóng gốc con này thì nó bỏ cái lóng, bỏ cái khoen D3 rồi. Nó còn mấy khoen trên thôi. Con này thì mình câu đầu cần và đánh bờ kè đều được. Con này pad Fuji dòng Ryushit như này. Con này tay cầm được cuốn chỉ này, Gamma Katsu. Phôi rất dày nha.
cân nặng được là 600g, mã số 8. Con này giá để là 1 triệu như này. Đây, giá 1 triệu nha, gamma cái sơ. Mã số 9 ạ. Số 9 thì một con ISO khen lớn. Con này carbon xoắn 2 da rất đẹp. Con này thì dài là 5m4, độ cứng 4. Nó mềm hơn con hồi nãy một xíu thôi. Con này của dòng The Win Special như này. Đây, phôi carbon xoắn 2 da này. Nó xoắn 2 da nha. Cái con này thì bản nội địa Nhật. Trước có về mấy con cần lục 4m5 rất đẹp. Nhưng mà giờ nó ít, lâu lâu không có về nữa. Ngọn là 1.8mm thì sẽ có là hai khuyên chạy đây. Cái dòng này thì vẫn như con hồi nãy thôi. Cái lóng 1, lóng 2 là carbon xoắn vân. Còn mấy lóng còn lại của mình là 2 da này. Đó, cái này cái xoắn rất đẹp nha. Mấy cái này thì chưa có vệ sinh, anh em về mình xịt R7 mình lau lại là sạch nha. Đây, tổng thể thế này. Đó, phôi 2 da. Đẹp nha, khoen pad Fuji xứ xám. 5m4 độ cứng 4, pad vặn Fuji dòng Ryushit 26 này. Đó. Cân nặng của mình được là 430g, mã số 9. Con này giá 850 này. Đây, 850.000. Con này thì mình câu bờ kè đánh lục độ cần vẫn được ạ. Rồi, tiếp theo thì một con cần ISO khoen lớn. Con này của dòng NFT này. Đây, thương hiệu NFT. Của dòng Powerlove, dài 5m3, độ cứng 4. Con này carbon cũng là xoắn 2 da này. Mà con này thì xoắn 2 da màu đen. Cái dòng He Powerlove thì là xoắn 2 da màu xanh như này. Cái màu xanh thì đẹp hơn. Ngọn là 1.8mm, sẽ có 1, 2, 3 khuyên chạy nha. Cái dòng này thì vẫn những mấy dòng cũ thôi. Cái lóng 1 và lóng 2 là carbon xoắn vân này. Còn mấy cái lóng còn lại là 2 da này. Đó, 2 da này. Đánh bờ kè lục độ cần được. Tình trạng con này thì tầm khoảng vào 90% thôi. Đó, hơi cũ nha. Rồi 5m4, 5m3 độ cứng 4, bát vặn Fuji, khoen Fuji. Cân nặng là 370g, mã số 10. Giá là 1 triệu nha. Con này giá là 1 triệu cho mình ạ. Mã số 11 thì một con cần lục dài. Cái con này thì của dòng là dòng Daiwa dòng Long Sup như này. Daiwa Long Sup. Con này thì đã được hạ ngọn xuống. Hiện tại nó con này 5m3. Mà con này em đo thực tế thì hiện tại nó còn 4m7 thôi. Và cứng 27 như này. Con này bản China xuất Nhật, có mã có tem vàng. Đó, còn 4m7 thôi. Phát Fuji NS7. Khoen con này là khoen Fuji này. Đây, cái đầu bu xích chống xoắn này. Thì hiện tại con này cái ngọn của mình là ngọn 2.2mm, đã được hạ ngọn nha, sẽ có 1 và 2 khuyên chạy đây. Đó, hiện tại có 4.7 thôi. Tình trạng con này thì sẽ có sức châm thế này. Đó, carbon xoắn vân. Cái con này gửi đến mức giá rẻ thôi nha. Để cho mình giá là 800 nha. Đó, để cho mình giá là 800. Đây, tập thể thế này. Khuyên pad Fuji. Con này 4.7 nha, cân nặng là 460g ạ. Mã số 11, giá 800.000. Rồi, tiếp theo thì sẽ có một con cần lục đánh đầu cần và gần bờ. Con này thì có dòng Shimano như này. Shimano nha, con này là dòng Shimano dòng AeroCat 405 FX. FX thì là cứng 20 nha. Đây có hai con FX. Đây có một con FX của dòng Acid này, cứng 20. Con này thì 405 20, bản Japan nội địa Nhật, pad Fuji, khoen Fuji xứ xám. Đó. Ngọn cần là 2mm thôi. Thì ngọn cần sẽ có là hai khuyên chạy đây. Phôi là carbon xoắn vân này. Cái toàn thân như này. Có định vị nha. Đây, cái này là cái định vị thẳng cái khoen và cái máy cho mình này. Đó, định vị này. Đó, thẳng như này. Tổng thể thế này. Con này thì bên em vẫn hỗ trợ hạ pad miễn phí nha. Cho nên mình đánh lục độ cần và gần bờ. Cân nặng được là 380g, mã số 12. Con này giá là 1 triệu 4 ạ. Đây, 1 triệu 400 ngàn nha. Mã số 13 thì một con cần lục đánh đầu cần gần bờ. Con này thì cực đẹp. Con này thương hiệu dòng Olympic như này. Đây, Olympic ạ. Cái con này thì nó dài là 4m2, độ cứng 25. Con này của dòng là dòng Spira này này. Cái dòng này thì siêu nhẹ luôn. Carbon này thì tính cần lục, cần tay hay cần ISO cho em rất là nhẹ. Con này thì chỉ có là 370g thôi. Và dàn khoen con này là dàn khoen full xích nha. Và phôi con này là hai da rất đẹp. Đây, nó sẽ nổi gân lên cho mình luôn. Cứng 25 đánh đầu cần và gần bờ. Đầu bu xích ngọn sẽ có là hai khuyên chạy này. Đó, còn mấy cái khoen ở sau thì lục khuyên chạy này. Đây, đóng semi chống nổ này. Lóng thứ hai khuyên chạy này. Đẹp, con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng trên 95%. Đây, lắm rất đẹp nha. Thì bên này vẫn hỗ trợ hạ pad. Cho nên mình đánh lục độ cần. Đó, khuyên xích hết. Pad Fuji S7, cân nặng được là 370g, ngọn 2.3mm, mã số 13. Con này giá là 2 triệu nha. 2 triệu nha. Rồi, đây thì sẽ có một con cần lục. Con này thì cứng 25. Anh em muốn, bên con NFT Acid em vẫn còn 20 nha.
cứ 24m. Con này thì mã số 14 của dòng cường lực của dòng NFT, dòng Power Love Acid 4m cứng 25 EX nha. Đó, cứng EX. Con này thì bản nội địa Nhật Japan. Và cái dòng này thì là khoen của mình là khoen Fuji đen, loại xi đá xám, không có định vị như này. Và phôi con này là hai da từ gốc tới ngọn luôn này. Đó, một và hai khoen chạy nha. Đây, từ gốc tới ngọn luôn. Số lượng đi kèm cho mình là 4 lóng ạ. Này, 4 lóng này. Bên này vẫn hỗ trợ hạ phát miễn phí nha. Tình trạng thế này. Con này thì cân nặng được là 400g ạ, mã số 14. Con này giá là 2 triệu nha. Đó, giá 2 triệu, Sapa nội địa Nhật, NFT dòng Acid. Rồi Acid thì ở đây có một con cứng hơn. Cái con này thì còn đẹp nha, và sẽ có một cái bao vải của NFT kèm này. Con này thì dài 4m và độ cứng là 30. Dòng Power Love, con này mới này. Rất đẹp. Con này phôi cũng hai da và khoen của mình là cũng là khoen Fuji đen, xứ xám. Đây, phôi cũng là hai da từ gốc tới ngọn luôn. Cái dòng thì không có định vị rồi. Đó, cái dòng Acid không có này. Cái dòng Media Plus á, thì mới có thôi. Còn mấy dòng Acid thì cái hàng thường này không có. Đó, carbon xoắn hai da rất đẹp. Đóng sơ mi chống nổ đầy đủ cho mình. Con này thì cân nặng được cho mình á, là 440g, ngọn là 2.8mm cho em. Con này mã số cho mình là mã số 15. Con này gửi mức giá là 3 triệu nha. Đây, giá 3 triệu nha em. Cần mới. Đây, con này hàng trưng bày này kia, anh em nhìn phát là biết này. Nó hơi cũ thôi, không bị xước gì luôn ạ. Bên em hỗ trợ hạ phát nha. Rồi đánh đầu cần và gần bờ thì sẽ có một con cần lập của dòng Daiwa. Con này thì Daiwa dòng Super Power, dài 3m9 ạ, độ cứng là 25 EXT. Phát Fuji, dàn khoen Fuji xứ xám luôn. Cứng 25 thì tầm khoảng EX, ngọn là 2.2mm, sẽ có 1 và 2 khuyên chạy đây. Cần này thì kèm là 4 lóng như này. Và carbon của mình là xoắn vân. Con này còn đẹp nha. Đây, lóng liếc sáng hết này. Đó, 39 cứng 25 đánh đầu cần gần bờ. Đây, có tem đồ địa đây. Cân nặng được là chỉ có là 320g thôi, mã số 16. Giá 850 này. Đây, đây qua nha. 850.000. Rồi cần lục thì có một con lục đầu cần cho mình luôn. Con này của Daiwa luôn nha. Con này Daiwa dòng Pro Swing. Con này 4m05, độ cứng 25, dòng Light Sharp này. Con này thì Made in Japan, nội địa Nhật. Có mã code và tem đầy đủ đây. Con này thì cái pad zin của mình nằm ở đây nha em. Thì cái cần thủ bên Nhật người ta tháo lên một xíu. Nhưng là mấy cái con này bên Nhật á, đánh pad cao. Việt Nam mình thì đánh pad thấp. Thì bên em hỗ trợ hạ pad miễn phí lại nha. Đây, tổng thể thế này. Phụ kiện sẽ có nắp chụp và khoen con này là khoen trắng ngọc trai nha. Đây, khoen trắng ngọc trai. Con này thì đều có định vị rồi. Ngọn sẽ có một này. Hai khoen chạy này có định vị hết. Đây, hoặc là lock cho này, gửi lock. Thì số lượng con này đi kèm là 4 lóng. Mấy lóng còn lại thì đẹp sáng hết. Trong thì còn ok hết này. Đóng sẽ bị chống nổ. Phát là phát Fuji Daiwa nha. Thì nó sẽ có một cái miếng nhựa ở đây nó bị bứt rồi như này. Lưu ý nha. Cái này thì vẫn có để mà gắn vào, mà giật cái bách nhỏ thì có bách lớn này hơi khiếm nha. Đó. Con này thì cân nặng được là 350g ạ, mã số 17, ngọn 2.3mm, giá 2.4 triệu. Đó, 2.400.000. Bên em thì hỗ trợ hạ phát miễn phí nha, theo yêu cầu của mình, cuốn chỉ lên keo luôn. Đây qua thì đây sẽ có một con cần dây trong 3 khúc cho mình về mình lên khoen này, mình câu ngâm, câu đơn, câu lua được nha em, lua gần. 3 khúc dài 3m1, độ cứng 50. 50 thì cũng dạng cứng vừa vừa rồi. Đó, cứng tầm khoảng MH cho em. Con này thì hai cái ngọn của mình sẽ dài cái gốc. Đó, hai ngọn dài gốc và lại cắm rút lỡ. Đây, tổng thể thế này. Tay cầm cán mút pad vặn Fuji DPS. Đai qua nha em. Cần dây trong 3 khúc nha. Con này thì cân nặng được là 320g ạ, mã số 18, giá 400 nha. Đây, con này giá 400.000 thôi. Tổng thể thế này. Cái con này thích thì anh em muốn luồn dây thì em sẽ luồn trước cho mình, hoặc là mình về mình lên khoen cũng được nha. Rồi tiếp theo đây sẽ có một con cần ISO, em hạ cần tay cho mình như này. Con này thì nó cứng nha. Con này cứng tầm khoảng trên 5H này. Cái con này là cần ISO, hạ cần tay xuống nha. Đây, tháo mấy lóng cho mình xem. Thì đã được lắp đắp chụp inox và cuốn chỉ này, cuốn dây mây sẵn luôn. Con này thì hiện tại là hạ xuống thì nó còn cho mình là 3m7. Con này thì nguyên bản của mình là phôi hai da này. Đó, phôi hai da nha em. Trừ cái lóng ngọn thôi, cái lóng ngọn của mình là zin nha. Ở trên này nó xịt nó thường màu đỏ, nguyên zin thôi cơ. Và tất cả các lóng của mình đều được cuốn chỉ chống nổi này. Con này thì cái ngọn của mình là ngọn 1.9mm nha. Hiện tại nó cứng là trên 5H và dài là 3m7. Đây, cuốn dây mây từ trên này xuống luôn. Cầm cực kỳ chắc tay nha. Trọng thể thế này, phôi dày này. Đó, cứng trên 5H, 3m7.
Con này cân nặng được là 180g nha anh em. Con này thì mã số là mã số 19 ạ. Giá 500 nha. Giá 500.000 nha. Full Heya. ISO của Nhật nha anh em. Hạ tay xuống. Cuốn xỉ và dây men ri keo hết ạ. Ở đây sẽ có một con cần, con này là con cần tay trợ máy của Ryobi. Con này của Ryobi rất đẹp nha anh em. Con này thì có zoom. Con này thì nó dài này 3m6 và có chế độ zoom là 4m6. Đó rất là tiện nha. Con này sản xuất tại Nhật, made in Japan. Có mã code và tem đầy đủ đây. Bát Fuji Ryobi. Con này khoen dẫn của mình là khoen Fuji Xích nha anh em. Xích Gold. Con này thì ngọn nhỏ thôi, những cái dòng tay trợ máy thì đều là ngọn đặc hết rồi. Ngọn 0.5mm. Đây, ngọn tháp nha anh em. Chỗ tháp ở đây. Phôi carbon xoắn vân. Tình trạng con này thì nó sẽ kèm cho mình là 5 lóng, 1 2 3 lóng này. Lóng thứ tư ở đây nha anh em. Ở đây mà có 36 á thì mình bỏ ngay cái zoom bên đây. Cái này là zoom nha, cái lóng zoom đây. Còn anh em muốn là câu 46 rút zoom ra luôn. Đó là 46. Thì con này tính theo cần tay thì nó sẽ cứng tầm khoảng vào 3H thôi. Đó, Ryobi sản xuất tại Nhật. Cần tay trợ máy đây, bên này vẫn hỗ trợ xả cần tay. Xả tay xuống thì vẫn có chế độ zoom 36 46 rất là tiện nha. Mình câu nhiều địa hình hơn. Cân nặng được con này chỉ có là 150g thôi, mã số 20. Giá là 1 triệu nha này. Đây giá là 1 triệu nha. Đây có một con cần tay, cái con này thì cần tay cho nên mình câu cá chép, cá trắm được này. Cần tay của Nhật nha này. Con này thì độ dài cần là 8m1 của dòng KT. Con này thì cái tay cầm của mình á được quấn cho mình một cái màng co nha. Đây, cực kỳ chắc tay luôn. Cái này là zin từ bên Nhật về nha. Đây tổng thể thế này. Con này thì phôi cũng tương đối dày, độ cứng ra cho mình tầm khoảng vào 4-5H này. Ở trong cũng ra tương đối thẳng. Ngọn mình là 1.2mm. Phôi con này thì còn đẹp. Và cần thì nguyên bản nguyên zin hết nha này. 8m1. 8m1 cho mình là về săn hàng này. Con này thì phôi dày. Tổng trọng lượng cân được cho mình là 400g ạ. Đó, 400g như này. Mức giá tốt thôi. Đó, tình trạng sẽ có sức giam sơ thế này. 8m1 nguyên bản nguyên zin. Và tay cầm của mình được quấn cho mình một cái màn con gì cầm cực kỳ chắc tay như này. Cân nặng là 400g, ngọn 1.2mm, mã số 21. Con này cái mức giá là 1 triệu nha. Đây, giá là 1 triệu cho mình ạ. 8m1. Đây thì sẽ có một con cần lưu ạ. Đây một con cần lưu cắm gốc cái này. Con cần lưu cắm gốc của dòng Abu cực kỳ đẹp luôn. Con này cho nên mình lưu suối và lưu cảm giác thôi. Abu Garcia 6 feet là 1m8 của dòng Hornet. Ngọn là UL như này. UL tải môi tầm khoảng từ 7-8g thôi. Tải cá 8 lờ bao. Tay cầm con này thì bằng cán bừng. Và dàn khoen con này là dàn khoen full xích này. Con này nhẹ như này. Con này thì cần cắm gốc. Cân nặng là 103g. Ngọn là 1.8mm. UL thì nó mềm rồi. Ở trong UL thì anh em biết rồi. Rất là mềm nha. Cho mình lưu cảm giác thôi. Đó, lưu suối, câu bè, dặn câu y cái đá. Mềm cảm giác. 1.8 ngọn UL Abu Garcia. Cân nặng 103g. Mã số 12, mã số 22. Giá 1.4 triệu ạ. Đây, 1.400.000 nha. Rồi, mã số là 23. 3 thì em sẽ có một con cần câu biển như này. Con này của Pen, Pen Mỹ nha. Đây, con này cần cắm gốc. Cái thông số mình như sau. Cần cắm gốc Pen Mỹ, con này ngọn đặc như này. Độ dài con này thì là 6.4. Con này như 2 mét lẻ mấy á, anh em đợi một xíu nha. Con này thì 46L này, 246L. Đây cái gốc của nó sẽ cắm như này nha. Nó sẽ cắm vào có cái gen. Rồi mình sẽ vặn vào sát thế này. Con này thích hợp cho nên mình câu máy điện thôi. Con này thì để em đo thực tế nha. Thực tế là bao nhiêu mét. Mấy con này thì mình câu máy điện. Nói chung là chỉ có câu ngâm thôi, câu đáy thôi. Thực tế con này thì là 2m48 như này. Đó, 2m48. Cái ngọn thì nó dài tầm khoảng vào 175cm. Đó, ngọn 175cm như này. Tổng thể thế này. Pen này thì thương hiệu này của Mỹ rồi. Con này dàn khoen của mình là dàn khoen full xích thế này. Đó, dàn khoen full xích thế này. Con này thì cần ok nha, nguyên bản nguyên zin. Đó, cho mình câu ngâm, câu biển, câu máy điện đều được ạ. Đây, tổng thể thế này. Khoen xích ba chân hết. Rồi, con này thì tháo được như này. Đây, mình tháo ra nha, nó sẽ gọn hơn. Tháo hết đây. Đó, cái là cắm gốc nha. Đây, cắm gốc. Con này thì ngọn đặc thủy tinh, Pen Mỹ, cân nặng được là 610g ạ, ngọn 2.4mm, mã số 23, giá là 1.400.000 nha này. Đây, 1.4 triệu nha. Rồi đây sẽ có một con cần hai khúc, cái con này thì cho mình nạo cá tra, mình câu biển này, câu máy điện đều được này.
con này cực kỳ cứng nha. Con này thì cần carbon 2m1, con này thì ngọn siêu lớn luôn, ngọn 5mm nha. Đây ngọn 5mm, dáng khoen Fuji, đây Fuji Gold xứ xám, độ bu xích chống xoắn này. Con này thì ngọn 5mm, dài 2m1, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vào từ 150 đến 200 nha anh em. Bản Japan nội địa Nhật, tay cầm cán bút bát vặn Fuji, chung là cứng này, con này cứng, rất là cứng luôn, tải chì 500 một ký được. Cân nặng là 320g ạ, ngọn 5mm, mã số là 24, giá 900 ngàn, đây 900 nha anh em, khuyên Gold hết nha. 25 thì một con cần hai khúc cho mình câu cảm giác thôi. Đây con cần này là con cần hai khúc câu cảm giác nha. Cái con này thì độ dài của cần là đây, đo thực tế lại như này. Con này thì là 2m4. Rồi, con này độ dài cần là 2m4 chuẩn xác cho mình. Bản Japan nội địa Nhật. Và độ cứng con này tầm khoảng vào 30 thôi. 30 cho mình câu cảm giác, câu mấy con cá bò da rồi này kia nha anh. Dàn khoen Fuji xứ xám, cần hai khúc ạ. Bản Japan. Tay cầm cán mút bắt vặn Fuji này. Đây tổng thể thế này. Cân nặng được của cần là 220g, mã số 25. Con này giá 600 ngàn nha này. 600. Nhận hàng kiểm tra thanh toán nha. Mấy con này thì cứng 30, câu cảm giác thôi. Và cuối cùng thì một con cần 3 khúc của dòng Alpha Tackle. Đây, Alpha 3 khúc nha này. Con này thì dài 3m3, cứng 40. Cũng dạng mềm thôi, không cứng lắm. Phôi 2 da, dạng khoen Fuji xứ đen. Con này hỗ trợ cái đầu bố xích chống xoắn, ngọn là 2.2mm. Đây, cần đẹp nha. Cộng thích hợp cho đây mình câu ngâm, câu lăng xê, tay cầm cán mút bát vặn Fuji này, FPS. Đó, gốc thì sẽ có một dây bộ bảo hiểm thế này. Con là cần 3 khúc, câu ngâm, cân nặng được của cần là 350g, mã số là 26. Con này giá 650 này, 650 ngàn. Rồi 26 mẫu cần và 2 con máy thì anh em cứ inbox nha. Qua Zalo anh chụp hình từng mẫu cần mẫu máy, em gửi mình tham khảo kỹ hơn. Rồi chúc anh em có một ngày đi câu nhiều cá, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau. Anh em có xem video cho lượt đăng ký bật thông báo nha. Cảm ơn rất là nhiều ạ.